Đó, các bạn thấy không? Nó có cái độ chỉnh hồi dầu đàng hoàng luôn. Rất êm. Rồi, bây giờ mình sẽ qua cái phục zin ha. Mình sẽ qua cái phục zin. Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Cua Vlog 61 nha. Thì hiện tại mình đang có mặt tại cửa hàng siêu thị xe máy Thịnh Dưỡng Phát, địa chỉ là 327 Đặng Thúc Vịnh, Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều bạn cũng hỏi mình về cái giá xe Vario này và cũng như là một số cảm nhận như thế này. Mặc dù là mình chưa có đi và trải nghiệm nó thực chiến nó nhiều, mình chỉ đi nó qua những cái người xe của bạn mình mà đi tour khá là nhiều và đi offline với anh em cũng một vài lần, thì cũng nghe lại những cái chia sẻ của anh em về dòng xe Honda Vario 160 này. Thì một số anh em nói rằng á, là cái mẫu xe Honda Vario 160 này á, chạy rất đầm, rất ngon khi mà mình đi đường trường, đi tour, đi về quê, đi Đà Lạt, đi này nọ, kiểu đi phượt. Đấy, chạy rất đã và đặc biệt là chạy một mình. Thì nếu như mà anh em mà chạy trong phố một mình mà đi một mình khoảng tầm 50-60 thì cái vận tốc của anh em á, chạy á, nó sẽ lướt cái xe rất là đã, rất là ngon. Còn khi mà anh em mà đi cái vận tốc mà khoảng tầm 50-60 mà đi ở trong đường thành phố mà chở người và cái người ngồi phía sau á, nó khoảng nặng khoảng tầm là 40-45 kg đầu trở lên, thì chiếc xe phía sau á, nó sẽ khá là ì luôn, giống như là 125 mình đi kéo người chở nặng gì đó đấy. Nhưng mà khi mà chạy hai người ở đường trường thì xe nó lại rất là bốc, rất là đã, rất là êm. Đấy, có rất rất nhiều ý kiến của anh em nói luôn. Có những anh em nói luôn là cũng có thể là do cái cân nặng, cái phục của thằng này nha, nó rất là cứng nha anh em, nó rất là cứng luôn, đi đường nó rất là dòng, rất là sốc này nọ kiểu. Và nhiều khi cũng có thể là anh em nói là cái phục này á, chở cứng vậy nhưng mà chở người nặng á, ngồi phía sau cái phục nó lại đầm hơn rất là nhiều. Đấy, nó cái lò xo nó nhúng đầm hơn rất nhiều, nó khá là nặng. Rồi hồi nhiều lắm, nhiều ý kiến lắm. Thì nếu như các bạn đã đi và trải nghiệm Vario 160 này rồi, có cái cảm nhận và suy nghĩ gì về em nó thì hãy cho mình cái bình luận phía bên dưới, để những anh em nào chuẩn bị mua xe này thì có những feedback về nó. Riêng bản thân mình á, trải nghiệm em nó khi mà đi một người, tất nhiên là không thể bàn cãi được vấn đề của nó, một người của nó là rất là ngon, rất là êm, rất là đã, rất là lướt, rất là mạnh. Đấy, độ đề ba của nó thì mình cảm giác nha, so với thằng Vario AB150 của mình á, thì mình vẫn thích cái độ đề ba của AB150 mình hơn. Tại vì nhích ga cái là nó giật nhóng, nhích ga là giống rất là đã. Đấy, mà khi mình đã đi làm nồi, vệ sinh nồi xong thì cái độ vọt của nó đã không còn nữa các bạn. Đó là mình khá là buồn, không biết tại sao để vệ sinh nồi về cái nồi AB nó lại không còn nhích ga giọt như nữa. Bữa mình chạy kéo với lại ở đây thanh đỏ, kéo lại với lại anh Vario 150 á, mà mình kéo cái ảnh bỏ mình hít khói luôn đó. Không biết là cái ông vệ sinh nồi mình ông làm gì cái nồi mình nữa. Rồi quay lại với Vario 160 ha. Thì Vario 160 á, thêm một lần nữa là anh em mà nói là đi khoảng tầm là 2000 cây, lúc đầu mua về xe đi rất là đầm, và đó là tình trạng của những anh em đi xe Vario mà phiên bản Việt Nam nha. Còn phiên bản Indo anh em nói là ủa sao đi mua từ lúc đi tới giờ thì không có những cái tình trạng mà mình vừa nói ra, và cũng không có gọi là máy móc kêu ầm ĩ khá nhiều. Đấy, đó thì anh em nói là đi xe Vario 160 hàng Việt Nam thì đi nó bị kêu ở khoảng được 2000 km là bắt đầu nó đã nồi, nó kêu, nó xào này nọ kiểu rồi. Mặc dù anh em đi nhớt rất là nhiều, đi rất là nhiều loại nhớt, nhưng mình hiện tại nha, tới giờ mình đi AB của mình đó giờ mình đi nhớt hãng cũng khá là nhiều, rất là lâu luôn. Mình đi AB là cũng 3-4 năm nay, mà mình đi nhớt hãng đó nhất cũng phải 2 năm. Thì khi mà đó mà mình thay đổi cái nhớt, mình không đi những cái nhớt như là mấy cái nhớt như là Repsol hay là Liqui hay này nọ kiểu nữa, mình chuyển qua đi nhớt Motul thử gần đây, thì thật sự luôn mình đánh giá là cái nhớt Motul á, nó cực kỳ đã. Từ cái lúc mà mình chơi mô tô á, là mình đã đi Motul 300V rồi, mình đi từ thời đó rồi, và mình cảm giác được là Motul chạy rất là sướng. Và khi mình thay vào cái chiếc AB của mình á, thì mình khẳng định luôn là cái nhớt Motul nó đi rất là sướng. Và anh em nào hiện tại mà mình đang đi Vario 160 nè, AB 160, 150 rồi đó, anh em cứ thử thay nhớt Motul 300V vào, đi thử đi, rất đã. Và đặc biệt nha, là anh em đi nhớt á, thì những cái Motul đó là hàng nhập, nên anh em phải tìm những cửa hàng mà uy tín, những chỗ bán nhớt uy tín, tránh việc mà mua nhớt giả ảnh hưởng tới xe của mình. Và cái lần thay của mình á, gần đây á, thì mình có gặp tình trạng của chiếc AB mình á, là cái lượng nhớt nó bị hao hụt rất nhiều, lượng nhớt của Motul nó bị hao hụt rất nhiều, nên là mình lại tiếp tục thay một lần nữa. Lúc đó mình đi có 600 cây thôi mình đã thay rồi, cái mình
thay nhớt thì nó lượng nhớt nó hao hụt ít nhớt lắm bạn, lúc mà xả ra ít nhớt lắm. Thì lần này mình sẽ để mình đi tới 1000 cây rồi mình coi thử là cái mức độ hao hụt nhớt nó như thế nào, và mình sẽ quay lại cái clip đó sao cho các bạn xem về nhớt motor nữa ha. Rồi quay lại với Vadon 60 nè, thì hiện tại giá Vadon 60 hiện tại bây giờ nó khá là tốt luôn. Nếu như mà để nó so sánh, nhiều cái anh em đó là hàng Indo, hàng Việt Nam gì cũng vậy, nhưng mình thấy là những anh em mà đi hàng Indo á, cho mình những cái feedback về em này á, là nó không có bị lỗi nhiều, cũng không có bị kêu ca hay là anh em than phiền gì về nó khá nhiều so với phiên bản Việt Nam đâu. Đấy, nên là mình nghĩ là nếu là chênh lệch với nhau 1-2 triệu, mình nghĩ nên mua hàng Indo theo tâm lý hướng ngoại xíu ha. Rồi bây giờ báo giá ha. Vadon 160 hiện tại giá mình cửa hàng mình cũng bảo đảm và rẻ với anh em luôn. 160 CBS hàng Indo nha các bạn, sẽ có mức giá là 42 triệu. 160 ABS hàng Indo sẽ có mức giá là 48 triệu. 160 CBS hàng Việt Nam sẽ có mức giá là 42 triệu, và 160 hàng ABS Việt Nam là 45 triệu, còn 160 màu xám xi măng hàng Việt Nam là sẽ có mức giá là 49 triệu. Giá mình báo cho các bạn là đã bao gồm thuế VAT rồi, chỉ còn cái vấn đề mà giá lăn bánh nữa thôi. Tất nhiên sẽ có những cái sự khuyến mãi của những cái hàng Việt Nam này, Vadon hàng Việt Nam này. Mình thấy đâu đó có những người bán chỉ có CBS chỉ có 39,5 triệu thôi, là chắc là do khuyến mãi của Honda. Thì bên cửa hàng mình vẫn nói các bạn, nếu các bạn mua hàng Indo thì có thể ghé bên giữa cửa hàng của mình, giá thành nó sẽ rất là ok, rẻ nhất thời điểm này là rẻ nhất trong cái tất cả những cái người mà bán xe hàng Indo. Còn hàng Việt Nam thì mình chắc chắn mình xong rẻ bằng hết rồi. Đấy, tùy vào các bạn lựa chọn thôi. Rồi, trả góp những em này thì các bạn đưa trước cho mình khoảng tầm là 12 triệu là các bạn có thể lấy chiếc xe này về được. 12 triệu là lấy xe về, còn lãi suất như thế nào thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại ở dưới bên góc màn hình. Và nhớ nha, khi đi tới cửa hàng này mua xe, các bạn nhớ là cứ gọi điện thoại trước cho cái số điện thoại này, để làm chi mình được hưởng một cái phiếu giảm giá 1 triệu đồng cho cái việc mà mình ở đây mua xe. Trước khi tới cửa hàng, alo cho số điện thoại của chị đó, chị sẽ tặng cho mình cái phiếu giảm giá 1 triệu đồng khi lên đây. Đấy, nên là anh chị nhớ các bạn phần này ha. Rồi, mua trả góp thì đem theo cho em là nếu mà làm công ty có bản lương, có bảo hiểm thì cầm theo bản lương, bảo hiểm giúp cho em luôn. Để làm chi? Để khi mình trả góp được hưởng một lãi suất cực kỳ ưu đãi nữa. Đấy, rồi, tiếp theo nha. Em nói cho anh chị cái vấn đề, thêm vấn đề của Vadon 60 nữa là anh em chơi Vadon 60 về cái phần phuộc khá là nhiều luôn. Phuộc khá là cứng, phuộc rất là yếu, phuộc rất là dởm. Nhưng mà em cảm nhận được cái phuộc thằng này nó không có yếu đâu. Thằng này nó không có yếu đâu. Nó chỉ cứng thôi. Hàng Vadon 25 thì phuộc nó sẽ mềm hơn tí, còn thằng này thì phuộc nó rất là cứng. Nó đi cái tưng giống như cái phuộc Nitron DNA của em vậy đó. Trời ơi, nhìn nó đẹp thiệt vời. Mà em đi bây giờ em đau xương sống, muốn thoát gì địa điểm với nó luôn. Em chỉnh cỡ nào chỉnh nó vẫn cứng nha. Em đi hai người là cái nó nhúng cái phuộc sát vậy nè, là nó chạy qua mấy cục ổ gà là giống như là nó không nhúng, nó cụp 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 vậy đó. Đi một người cũng vậy luôn, quá cứng. Đấy thì thằng này thì bên cửa hàng em á, anh em vô đây mua xe rồi hoặc là chưa mua xe cũng đều sắm cho mình một cái cây phuộc của Asiro, rất đẹp, rất đã, rất êm. Cái này không phải giới thiệu quảng cáo nha, cái này là thật sự phải để em nhờ các anh kia ra nhúng thử cây phuộc cho anh chị xem giữa cái phuộc zin và cái phuộc độ của hai hàng này, để coi được cái độ êm của cái phuộc là như thế nào. Thì bây giờ đây là cái phuộc zin ổ phuộc độ của Asiro bên cửa hàng mình ha. Bây giờ mình sẽ nhờ một anh nhân viên cửa hàng, anh sẽ nhúng thử cái phuộc này cho các bạn xem thử là cái độ nhúng của cái phuộc đó, hàng độ này nó khác gì với cái phuộc của hàng zin nha. Rồi anh Phúc, anh nhúng đi anh Phúc. Đây, anh sẽ nhúng thử nha. Bây giờ anh sẽ dựng lên, anh sẽ nhúng. Đây là dựng trong chừng chân trống nha, dựng trống nè. Đó. Rồi giờ nghiêng lên nè, dựng thẳng lên nè, nhưng đứng lên luôn. Đấy. Bây giờ là dựng chân giữa lên nè. Đó, các bạn thấy không? Nó có cái độ chỉnh hồi dầu đàng hoàng luôn, rất êm. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái phuộc zin ha, sẽ qua cái phuộc zin. Rồi đây là phuộc zin thì sẽ dựng chân giữa luôn, thế các bạn nhúng cho bạn xem luôn, bánh chạm đất nha. Rồi đấy, cũng mức độ nhúng như hồi nãy, lực nhúng như vậy, nhưng mà các bạn thấy không, nó ít xuống lò xo hơn rất là nhiều luôn. Đấy, nó không được êm. Rồi thì đó là sự khác biệt giữa cái phuộc zin và phuộc độ với lại cái ti phuộc của thằng này nè, nó rất là to. Đó, lò xo to, ti phuộc to. Dầu nó có thể chỉnh độ mức độ dầu này nọ kiểu luôn. Và khi mà các bạn đi một thời gian á, phuộc nó có giãn cái nọ kiểu nè, thì mình có thể
chỉnh cái lò xo này nó ngắn lại, nó thu lại nọ kiểu được luôn. Đấy, phục này rất là đã nha anh chị em. Có nhiều loại, bình dầu dưới nè cũng có, bình dầu trên cũng có, không khoét đục đẽo gì hết nè. Mức tăng chỉnh nè, cái này là bên cửa hàng mình đã tăng chỉnh cho anh em nó rồi. Đấy, mức tăng chỉnh bình dầu nè ha. Đấy, cái này thì đem về là xài thôi, canh chỉnh hết trơn rồi. Đó, còn như mình mua cái Nichon DNA về mình tự lắp ráp từ nọ kiểu, cái mình chỉnh tầm lâm tầm la nó không thể nào mà nó êm được như là những người chuyên dụng ở đây người ta chỉnh. Đấy, nên là theo anh chị thì thấy hai độ nhúng của hai phục như thế nào thì hãy để lại bình luận phía bên dưới cho em biết nhé. Cảm ơn anh chị đã xem kênh Cua Vlog 61. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.